ở phần nhận xét của Sam. Đẹp trai quá à. Giọng hát thì quá tuyệt vời luôn. Sam rất là thích phần trình diễn của bạn, và Sam nghĩ là đây là cũng là một trong những phần trình diễn rất thành công trong ngày hôm nay. Cảm ơn Sam, em thật là nhiệt tình. Dạ, xin mời nhạc sĩ Đức Huy ạ. Phần lớn của bài này là đòi hỏi một cái giọng trầm, thì bạn đã làm được cái việc đó. Tuy nhiên, khi bắt đầu sang cái giọng trung và giọng cao thì bạn không kiểm soát được những cái nốt của mình, nhất là những cái nốt cuối câu. Chúc mừng bạn đã hoàn tất bài này. Em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Và xin mời nghệ sĩ Chí Tài. Những cái nốt trầm của em rất là nó đầy. Thì lên cao thì thật sự anh Huy cũng thông cảm, vì những người giọng bát á, người ta lên cao khó lắm. Không, mình phải kiểm soát tất cả những nốt mà mình hát ra. Còn nếu không thì mình đừng hát những cái nốt mình không kiểm soát được. Và cái vấn đề bạn là bạn kiểm soát được những nốt thấp, và những nốt cao thì hình như là những lần trước bạn làm tốt hơn. Anh ơi, nhưng mà đẹp trai quá thì hả, được hết, mình bỏ qua hết. Vâng. Nếu mà tôi là phụ nữ thì tôi cũng nghĩ như là Sam vậy đó. Anh chỉ có đề nghị nhỏ này thôi, trước khi mà cảm ơn em á, em có thể đến bắt tay Sam một cái trước khi mà cô chia tay với chương trình thôi, của chúng ta trong ngày hôm nay. Thôi, xuống làm gì để em lên. Ngồi chỗ đó đi, người ta xuống. Dạ, để bắt tay. Vậy thôi, dòng ra đây, dòng ra đây. Sam là em ôm luôn đi chứ em đừng bắt dòng nữa. Dòng ra đây, nghe. Dòng ra đây. Trời, nhìn gần đẹp trai đúng không anh? Ai nói ông xấu đâu. Sam ơi, em vui chưa? Em thấy là chương trình này là hả, có anh Nguyên Khai là hiểu em nhất. Anh hiểu tâm lý của em mà. Dạ. Dù rằng em rất sáng nắng, chiều mưa, tối giông bão. Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, dạ, xin cảm ơn ạ.